Xin chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với bài giảng môn tập làm văn lớp 5 tuần 9. Bài luyện tập thuyết trình tranh luận sách giáo khoa trang 91. Cô hy vọng rằng sau tiết học này, các em sẽ hiểu thuyết trình tranh luận là gì, nêu được lý lẽ, dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình tranh luận một số vấn đề đơn giản. Để học tốt được tiết học này, em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi: em hiểu thuyết trình tranh luận là gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu thuyết trình là gì. Thuyết trình. Trình là trình bày, nêu một nhận định, một quan điểm nào đó. Thuyết là thuyết phục, làm cho người nghe, nghe theo mình. Tranh luận là gì? Tranh ở đây có nghĩa là luân phiên, thay phiên nhau. Và luận có nghĩa là đưa ra lý luận, lý lẽ chứng minh cho quan điểm mình nêu ra. Như vậy, thuyết trình tranh luận là nêu ra một vấn đề, một quan điểm, một nhận định nào đó, sau đó luân phiên nhau, thay phiên nhau dùng lý lẽ, lý luận để chứng minh cho quan điểm mình nêu ra, nhằm thuyết phục người nghe hiểu và làm theo quan điểm của mình. Ở đây, các em cần lưu ý phân biệt giữa tranh luận và tranh cãi. Tranh cãi là gì? Tranh có nghĩa là luân phiên, thay phiên nhau, nhưng ở đây tranh còn mang một cái ý nghĩa tiêu cực, đó chính là tranh giành. Cãi nhằm vào điểm yếu của người kia để phản biện, không để ý đến điểm hay và đúng của người kia. Và hiệu quả của thuyết trình tranh luận và tranh cãi cũng có sự khác nhau. Đối với thuyết trình tranh luận thì sau khi tranh luận xong, mọi người sẽ cùng nhau thống nhất một quan điểm, một cách làm, từ đó cùng chung tay góp sức thực hiện. Còn tranh cãi, kết cục sẽ có một bên thắng, một bên thua. Bên thắng thì vô cùng vui vẻ, còn bên thua thì tức tối. Các em biết không? Ranh giới giữa tranh luận và tranh cãi đôi khi rất mong manh. Vì vậy, khi tham gia thuyết trình tranh luận, cần kiểm soát lời nói, hành vi và có thái độ tôn trọng với người đối thoại. Vậy, làm thế nào để có một cuộc thuyết trình tranh luận tốt, đạt được mục đích đưa ra? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập 1. Bài tập 1. Đọc lại bài Cái gì quý nhất, sau đó nêu nhận xét. A. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì? B. Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lý lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao? C. Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam điều gì? Thầy đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào? Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đề bài có hai yêu cầu, thứ nhất là đọc lại bài Cái gì quý nhất và thứ hai là nêu nhận xét theo ba câu hỏi A, B, C. Cô mời các em cùng mở sách Tiếng Việt 5 tập 1 trang 85-86 cùng cô đọc lại bài Cái gì quý nhất. Cái gì quý nhất? Một hôm trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này cái gì quý nhất. Hùng nói, theo tớ, quý nhất là lúa gạo, các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? Quý và Nam cho là có lý, nhưng đi được 10 bước, Quý vội reo lên. Bạn Hùng nói không đúng, quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói, quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền sẽ mua được lúa gạo. Nam vội tiếp ngay, quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói, thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc. Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lý, không ai chịu ai. Hôm sau, ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải. Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói, lúa gạo quý, vì ta phải đổ mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý, vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có. Và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi, Trịnh Mạnh. Như vậy, cô và các em vừa đọc lại bài Cái gì quý nhất rồi đấy. Bây giờ, các em hãy dừng màn hình, xem lại bài và trả lời các yêu cầu của bài tập 1. Sau khi trả lời xong, các em hãy quay lại bài giảng nhé. Chắc hẳn các em đã tìm ra được câu trả lời cho các yêu cầu của bài tập 1 rồi đúng không nào?
Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem câu trả lời của mình chính xác chưa nhé. Câu A, các bạn Hùng Quý Nam tranh luận về vấn đề gì? À, các bạn của mình đang tranh luận trên đời này cái gì quý nhất? Và xoay quanh vấn đề cái gì quý nhất thì các bạn Hùng Quý Nam, mỗi bạn đều đưa ra những ý kiến và lý lẽ của riêng mình. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở tiếp ở câu B nhé. Câu B, ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lý lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao? Thì có 3 bạn đang tranh luận sôi nổi, đó là bạn Hùng, bạn Quý và bạn Nam. Theo bạn Hùng, thì quý nhất là lúa gạo. Và bạn đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ ý kiến là chẳng có ai không ăn mà sống được, lúa gạo nuôi sống con người nên nó quý nhất. Đến bạn Quý, bạn cho rằng quý nhất là vàng và bạn đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ ý kiến đó. Có vàng bạc là có tiền sẽ mua được lúa gạo nên vàng bạc là quý nhất. Đến bạn Nam cho rằng quý nhất là thì giờ và bạn đã đưa ra lý lẽ như sau. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc nên thì giờ là quý nhất. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng ý kiến và lý lẽ của ba bạn Hùng, Quý, Nam đều rất là hợp lý và các bạn không ai chịu ai cả. Vì thế, ba bạn đã đến nhờ thầy giáo để phân xử. Vậy, theo thầy giáo, ý kiến của ai đúng và cái gì quý nhất? Chúng ta cùng đến với câu C nhé. Câu C, ý kiến, lý lẽ, thái độ của thầy giáo. Thầy giáo thuyết phục học sinh công nhận điều gì? Thầy giáo đã thuyết phục các em học sinh công nhận rằng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều rất quý, nhưng người lao động mới là quý nhất. Vậy, thầy lập luận như thế nào? Thầy đã lập luận rằng không có người lao động thì không có người làm ra lúa gạo, vàng bạc và thời gian cũng trôi qua một cách vô ích. Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận thế nào? Rõ ràng chúng ta thấy được rằng thái độ của thầy vô cùng tôn trọng ý kiến của ba bạn, tôn trọng người đối thoại và đó là một cách nói có lý, có tình. Các em có thấy rằng cách nói của thầy giáo vô cùng thuyết phục không? Vậy, điều gì đã làm cho phần thuyết trình tranh luận của thầy vô cùng hiệu quả? Các em biết không? Để có được một cuộc thuyết trình tranh luận đạt hiệu quả, chúng ta cần phải có hiểu biết nhất định về vấn đề tranh luận, phải đưa ra được ý kiến, quan điểm của riêng mình và có lý luận, lý lẽ, dẫn chứng để bảo vệ ý kiến của mình nêu ra. Đồng thời, trong quá trình tranh luận, em cần phải tôn trọng ý kiến của người đối thoại. Có như vậy, cuộc tranh luận của mình mới được hiệu quả các em nhé. Như vậy, thông qua bài tập 1, các em đã hiểu được những kiến thức cơ bản làm nên một bài thuyết trình tranh luận thành công. Chúng ta sẽ cùng vận dụng vào bài tập 2 các em nhé. Bài tập 2, hãy đóng vai một trong ba bạn Hùng, Quý hoặc Nam nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lý lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận thêm thuyết phục. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 2 yêu cầu các em đóng vai một trong ba bạn nêu ý kiến tranh luận, mở rộng lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục người nghe hơn. Cô sẽ lấy ví dụ để các em dễ hiểu hơn nhé. Cô chọn nhân vật là Hùng và trong bản gốc thì bạn Hùng nói như sau. Theo tớ, quý nhất là lúa gạo, có ai trong chúng ta không ăn mà sống được không? Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ thêm vào lý lẽ dẫn chứng của mình để ý kiến của bạn Hùng thêm thuyết phục hơn. Cô có ví dụ sau. Theo tớ, quý nhất là lúa gạo quý như vàng. Trong bài Hạt gạo làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã gọi hạt gạo là hạt vàng làng ta, lúa gạo nuôi sống tất cả mọi người, có ai trong chúng ta không ăn mà sống được không? Các em thấy không? Từ bản gốc trong sách giáo khoa thì ví dụ mẫu của cô đã thêm phần lý lẽ, lúa gạo quý như vàng và dẫn chứng bằng một bài thơ, đó là bài thơ Hạt gạo làng ta của tác giả Trần Đăng Khoa, một nhà thơ rất nổi tiếng.
Và trong bài thơ này, tác giả Trần Đăng Kha đã ví hạt gạo như hạt vàng làng ta, gạo quý như vàng. Tương tự như vậy, các em hãy suy nghĩ và tìm thêm những lý lẽ dẫn chứng để ý kiến tranh luận của ba bạn Hùng Quý Nam thêm thuyết phục hơn các em nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Ở nhà, các em nhớ xem lại nội dung bài học và chuẩn bị cho bài tập làm văn tiếp theo, luyện tập thuyết trình tranh luận. Chúc các em luôn chăm ngoan học tốt. Chào tạm biệt các em nhé!